Ê, ta không hiểu sao mẹ ta suốt ngày chửi ta mà rốt ràng thằng em ta nó ngu chứ. Nani? Sao thằng em mày ngu mà mẹ mày lại chửi mày? Thì hôm qua mẹ ta bắt tao dạy thằng em ta học bài, xong nó hỏi ta một câu là con gái khi lớn lên thì phải biết ơn ai. Thế mày bảo sao? Là biết ơn quân được. Là biết ơn quân được. Hả? Mày nói thế mẹ mày chửi mày là đúng rồi. Tao mà có đứa con như mày á, tao đem ra phơi một nắng rồi. Tao chán lắm. Hay là tao với mày đi ra đầu cầu đi. Ra đầu cầu. Ôi, ta không đi đâu. Mày tự đi đi. Sao? Lần đầu tiên ta thấy mày chơi bánh tráng trộn đấy. Bò mà nguyên con, người ta mới gọi là con bò. Đúng rồi, quán này rồi. À, hai cháu vào đây. Đúng quán này rồi, hai cháu ăn bánh tráng trộn đúng không? Vâng. Ngồi đi. Hai cháu ăn gì nào? Cháu một bánh tráng cuộn, một bánh tráng trộn. Có ngay, đợi bác tí. Tươi mới, vừa mới cuộn, vừa mới trộn. Đây. Ăn cả đi. Ngon tuyệt vời luôn ạ. Mà ăn xong cái này á, ta phải lấu cơm này, rửa bát nữa này, chán lắm. Thế thì cậu ăn nhiều bánh tráng trộn vào, xong là về mình no rồi thì không phải ăn nữa, xong là đi ngủ luôn thì đỡ bây giờ bát. Ôi cái nhỉ, cho cháu ba suất nữa. Có ngay. À mẹ ơi, con đổi tóc bà cho mẹ nhá. Mẹ còn trẻ này, lấy đâu ra tóc bạc thế? Đây này mẹ. Đau rồi. Hay rồi. Úi rồi nhẹ thôi. Đau hết cái đầu mẹ rồi. Con chào mẹ, con đi học về ạ. Đi vào nấu cơm đi con. Ui trời, ui mẹ ơi, con đau đầu lắm. Con đi ngủ đây. Tí mẹ ăn cơm xong mẹ rửa bát luôn nhá. Đúng rồi. Nani? Kìa hôi lắm chị mẹ. Mẹ cũng thấy mùi khám khám. Mùi tôm nữa. À, sao mẹ biết hôm qua con chưa tắm? Chưa tắm á? Đúng. Nhưng rồi. Mà mẹ còn ngửi thấy mùi bánh bánh nữa. Không, mùi này là mùi bánh trưng. À, đi ăn bánh trưng về xong bây giờ bảo là no rồi, không ăn cơm, không nấu cơm đúng không? Sai rồi, mùi bánh cuốn. Không, mùi này mùi bánh bò. Bánh rán. Bánh, ừ, phải đâu. Mẹ em sai hết rồi, bánh trắng trộn. À, bị mắc bẫy rồi nha. Quân đau bụng quá. À, lại bày đặt. Đau bụng nhá. Đau bụng thì cũng phải đi nấu cơm. Không phải đâu mẹ ạ. Lần này con đau bụng hơn. Không hiểu sao ăn bánh tráng trộn lại đau bụng. Ăn bánh tráng trộn mà đau bụng á? Mẹ đã có thâm niên làm thám tử rất là nhiều năm. Chính vì vậy bộ lại cứ để mẹ lo. Quán bánh tráng trộn đâu, dẫn mẹ đi. Ở dưới cầu mẹ ạ. Nếu mà con lý do đổi cho bánh tráng trộn nhá thì thôi, nhưng mà không phải thì giấy no đón mẹ. Đi. Quán đâu? Đây mẹ đi. Quán này. Xin chào quý khách đến với quán của tôi. Quán bán gì vậy? À, quán của tôi chuyên các mặt hàng về bánh tráng trộn và bánh tráng cuốn với phương châm là rẻ, ngon, chất lượng đặt lên hàng đầu. Đâu? Đầu làm gì thấy gì đâu? Ý của tôi ấy là cái chất lượng nó tốt ấy, hiểu không? À. Bây giờ quý khách muốn ăn gì, chọn đi và ra ghế ngồi chờ. À đúng rồi. Muốn biết chất lượng hay không thì phải ăn thử mới biết được. Mang ra đây. Ôi mẹ. Mẹ cái gì nhanh lên. Ngồi đi. Hay cái gì? Không bà ăn cò, làm sao mà bắt được cò mà con ăn con thừa. Đấy. Có này 5 miếng, mẹ 4 miếng còn 1 miếng. Mẹ ăn nhiều thế. Miếng này của mẹ trước. Ừ, của con. Mẹ ăn trước. Con. A few moments later. Quán này ngon nhỉ con nhỉ? Thường còn giới thiệu cho cái quán này ngon thật. Sau mẹ có tiền mẹ cho ra ăn tiếp nhá. Vâng. Thôi ra thanh toán về nhỉ. Vâng. Ngon đấy. Ăn ngon đấy, yêu đời vui vẻ. Ngon thật. Ui thế mẹ điều tra được ra cái gì chưa? Ra cái gì á? Hả? Ôi ra rồi. Ra rồi à? Ôi ra rồi. Wow, mẹ mình đúng là trên không thiên văn, lý tưởng địa lý. Nhà mình đi mua thuốc chứ đi vệ sinh cả ngày mệt lắm. Mẹ cũng như thế.
tìm một thương đi. Nhà này hôm nay nó bỏ đi nhiều bánh tráng thế. Mình phi 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 mang về, mình chế lại. Mẹ 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 mẹ, hai bán bánh tráng rồi kìa. Bánh tráng trộn thùng rác. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi video. Các bạn đừng quên ấn like, chia sẻ video và đăng ký kênh để ủng hộ Kai and Channel nha. Đừng quên truy cập vào Facebook Hàng Channel để kết bạn với chị Hằng nha.